chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác về năm ngày vàng cực may cực đỏ, phát tài cực mạnh đúng trong tháng 10 âm lịch 2024, giúp tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, may mắn liên tiếp, rất dễ trúng số, gánh lộc về nhà, tiền vàng nhét chật két, đổi đời cực giàu có, cuối năm ăn Tết linh đình. Quý cô bác anh chị tuổi Kỷ Mùi 1979 thân mến, sự đời lắm cảnh đảo điên, phước ai nấy hưởng tùy duyên tùy người, mới có kẻ khóc người cười, cũng là nhân quả kiếp người đã gieo. Hoan hỷ chào đón quý cô bác anh chị. Các cô bác anh chị đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Kênh Minh Đường Tử Vi nguyện cho quý cô bác anh chị, cô bác anh chị có một ngày nhận được thật nhiều niềm vui, phước lành, sống một cuộc đời bình an, hạnh phúc, viên mãn. Lời đầu tiên, ban biên tập chương trình xin được gửi lời cảm ơn tới quý cô bác anh chị. Cô bác anh chị đã luôn động viên và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Nhờ có sự đón xem và theo dõi của quý cô bác anh chị, cô bác anh chị nên kênh Minh Đường Tử Vi ngày càng phát triển và đang góp một phần nhỏ để thực hiện được ước nguyện về việc giao duyên, phước lành, phước báo đến trong những mảnh đời khó khăn có cơ hội được diễn ra suôn sẻ. Công đức vô lượng này xin được hoan hỷ cho tất cả các quý cô bác anh chị, cô bác anh chị đã đăng ký kênh và theo dõi, xem kênh video ngày hôm nay. Quý cô bác anh chị đừng quên nhấn like và đưa ra những cảm nghĩ của mình bằng lượt bình luận vô cùng giá trị bên dưới video. Những nội dung Minh Đường Tử Vi mong muốn truyền tải đến quý cô bác anh chị, cô bác anh chị trong video chỉ mang tính chất tham khảo, giúp quý cô bác anh chị, cô bác anh chị lấy lại được tinh thần, động lực để đời sống được bình an, hạnh phúc viên mãn. Theo góc nhìn của Minh Đường Tử Vi, như quý cô bác anh chị đã được biết, thì theo luật nhân quả thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện, giúp đỡ người, cứu vật. Suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Thứ hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an, thân khỏe. Trên đời này, kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng. Biết hướng đến thiện, biết điều chỉnh hành vi và thái độ, ắt sẽ có được cuộc sống đủ đầy, an yên như mơ ước của các quý cô bác anh chị. Cô bác anh chị, quý cô bác anh chị, cô bác anh chị tuổi Kỷ Mùi có biết không, khi quý bản mệnh tuổi Kỷ Mùi bước sang tháng 10 âm lịch trong năm 2024, vận trình có cả hung lẫn cát. Nhưng hung cát ở đây còn phụ thuộc vào các quý cô bác anh chị. Cô bác anh chị tận dụng những lời dự ngôn, luận giải của Minh Đường Tử Vi như thế nào? Nếu những luận giải của Minh Đường Tử Vi luận giải ra đại cát thì chẳng sao, nhưng nếu có lỡ luận giải vào đại nạn thì bản mệnh tuổi Kỷ Mùi cũng có thể biết trước được, thiên cơ có thể xoay chuyển càn khôn, có thể sau khi xem xong video này chúng ta còn chẳng gặp lại nhau nữa. Nhưng Minh Đường Tử Vi vẫn mong có thể cầu nguyện cho quý cô bác anh chị, cô bác anh chị luôn giữ cho mình được một tinh thần minh mẫn, một cơ thể khỏe mạnh, cường tráng, đương đầu với những thử thách trên dòng đời đầy khắc nghiệt ngoài kia. Dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì hãy luôn tích cực và lạc quan quý cô bác anh chị nhé. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để lắng nghe, giúp đỡ những câu chuyện của quý cô bác anh chị. Quý cô bác anh chị hãy hoan hỷ đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập một chút động lực, giúp đời, giúp người, quý cô bác anh chị nhé. Minh Đường xin cảm ơn thiện tâm của quý cô bác anh chị. Cô bác anh chị, cô bác anh chị thân mến, người tuổi Dê sinh năm 1979 cần phải nhớ, sẽ không có ai đến cứu cô bác anh chị cả, sẽ không ai quá là quan tâm. Chỉ có cô bác anh chị tự thức tỉnh, tự kiên cường, tự nỗ lực, tự chăm chỉ mà cứu lấy chính bản thân mình mà thôi. Tuy nhiên, có bốn điều kiêng kỵ mà tuổi Kỷ Mùi chưa biết, nó chặn đứng tiền tài, danh vọng của bản mệnh. Kỷ Mùi chưa thể thành tựu vinh hoa, ngược lại còn rất khổ cực và vất vả. Nếu biết được bốn điều này, giàu sang phú quý sẽ trong tay của tuổi Kỷ Mùi, chỉ là Kỷ Mùi có muốn hay không thôi. Thưa quý cô bác anh chị, cô bác anh chị tuổi Kỷ Mùi thân mến, có một vài lời từ tận đáy lòng dành cho Kỷ Mùi là như thế này. Trong cái điểm trũng của giai đoạn 2020 đến 2024, Kỷ Mùi chỉ nên thong dong làm những công việc đã quen thuộc, không nên liều lĩnh ham việc vì hạn lắm, khi đó sẽ phải trả giá. Đang định dạng cơ hội tưởng là vận may mà liền nắm lấy xong xuôi thì lại biết vậy, chẳng cầu may,
Dĩ nhiên quá khứ không thể thay đổi được. Cái gì đã mất, tạm thời không cần tiếc nuối. Cái gì đã qua, tạm thời không cần nhớ lại. Vì 2024 này là cái giai đoạn mà Kỷ Mùi cần nhìn nhận lại một vài thứ, bao gồm tổng quan công việc, tổng hòa các mối quan hệ, tổng quát lại đường đi và tổng thể lại cuộc đời. Tại vì từ mai trở đi, tuổi Kỷ Mùi sẽ bước vào giai đoạn rực rỡ nhất, lóng lánh nhất, hoàng kim nhất trong cuộc đời. Tiếp theo, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết dưới đây, xin mời các quý cô bác anh chị cùng theo dõi. Với đặc tính ôn hòa, người tuổi Kỷ Mùi có thể kết bạn được với những người mạnh mẽ, biết khống chế họ. Họ phải làm việc ở trong những nội quy nghiêm khắc mới có thể phát huy được hết sở trường. Thái độ nghiêm khắc và cưỡng chế của các đồng sự sẽ giúp Kỷ Mùi ta nâng cao được hiệu suất lao động. Họ là những người không quen với việc quản lý, dẫu đầu là sự cảm thấy không thoải mái. Nhưng khi phải gánh vác với nhiều trách nhiệm, những người tuổi Mùi thường thích được che chở, bao bọc, nâng niu và chiều chuộng. Họ luôn sống với một thái độ bình thản, chậm rãi, biết hưởng thụ vẻ đẹp tự nhiên và cuộc sống. Họ luôn ao ước cảm nhận được sự tuyệt vời từ nghệ thuật như âm nhạc, hội họa. Hầu hết những người thuộc cung mệnh này đều có xu hướng thiên về gia đình. Họ tìm thấy sự hứng thú, đam mê trong việc trang trí nhà cửa, làm bánh, cắm hoa, nấu ăn. Họ thiên về những gì truyền thống, thích vẻ đẹp kín đáo mà tinh tế. Họ thường chỉ thích những sự dễ dàng, nhẹ nhàng. Vì thế họ rất ưa chuộng những thứ máy móc, tiện nghi, giúp họ giảm bớt việc nhà và có thời gian theo đuổi những đam mê nghệ thuật. Chủ kiến của những người này thường có những cách thể hiện mâu thuẫn khác nhau. Những lúc gặp khó khăn hay đau khổ, họ luôn giữ chặt tình cảm trong lòng, cũng không muốn để lộ suy nghĩ của mình ra bên ngoài để người khác hiểu, thậm chí kể cả những bực tức trong lòng. Lúc còn nhỏ, người tuổi Kỷ Mùi luôn được bố mẹ yêu chiều, nên người Trung Quốc tin rằng tuổi của họ sẽ mang lại hạnh phúc. Vì họ có tấm lòng lương thiện, thuần khiết, đồng thời họ còn là những người khẳng khái, hào phóng. Nếu bạn rơi vào hoàn cảnh mất nhà cửa, cháy túi, thì hãy tin rằng người bạn của tuổi Kỷ Mùi sẽ là người quyết không để bạn rơi vào cảnh túng quẫn mà không quan tâm. Chỉ cần ai gặp khó khăn là họ sẵn sàng bứu tiền giúp đỡ. Cuộc đời của những người tuổi Mùi phải có ba cái lớn: ăn uống, nhà ở và quần áo. Cho dù có đi đến đâu, họ vẫn rất muốn được giao tiếp với mọi người. Những ai muốn hợp tác với họ đều nhận được sự đối đãi tử tế. Không những thế, những người tuổi Mùi còn nói lên sau này anh ta nhất định sẽ có một cuộc hôn nhân mỹ mãn. Không những nhận được tình yêu của người bạn đời mà còn được họ hàng thân thích yêu mến. Tiếp theo là tổng quan vận trình bốn phương diện của người tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, trong tháng 10 âm lịch năm 2024. Tử vi tháng 10 năm 2024 âm lịch, nhiều tín hiệu tốt, gặp dữ quá lành, cục diện tháng mới có nhiều khởi sắc, là một tín hiệu tốt với người tuổi Kỷ Mùi. Ở thời điểm cận kề cuối năm này, bản mệnh có tam hợp che chở, tuy vẫn còn tiềm ẩn một vài khó khăn, nhưng nhìn chung gặp dữ quá lành, mọi vấn đề đều sẽ giải quyết một cách hợp lý. Tháng 10 năm 2024 âm lịch này, sự nghiệp của những chú dê có những bước phát triển tích cực và rõ rệt, công danh đang trên đà tăng tiến, hứa hẹn mức lương thưởng cũng sẽ lên theo. Bạn làm việc hiệu quả, có thái độ tích cực, nên cũng không khó để được lãnh đạo công nhận và đánh giá cao. Một số người có thể được cử đi công tác hoặc nhận các dự án quan trọng, thay mặt cấp trên đứng ra tổ chức sự kiện lớn. Về tài lộc, tháng này tuổi Kỷ Mùi cũng không phải lo thiếu tiền, tài lộc dồi dào dù là chính tài hay thiên tài. Việc đầu tư, quản lý tài chính hay chi tiêu tiêu dùng đều được kiểm soát tốt, đưa ra những quyết định sáng suốt. Người làm ăn kinh doanh dựa vào nhân duyên tốt mà tiêu thụ hàng hóa nhanh chóng, lợi nhuận tăng vọt. Trên phương diện tình cảm, những người độc thân hứa hẹn sẽ gặp được mối lương duyên trong tháng này, nhanh chóng thoát khỏi tình trạng lẻ bóng hiện tại. Trong khi đó, người đã có đôi cũng trải qua quãng thời gian ngọt ngào và lãng mạn trong suốt cả tháng. Mối quan hệ của bạn và người ấy cũng trở nên thăng hoa hơn bao giờ hết, do tất cả những thử thách mà hai bạn có với nhau. Do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ, tuổi Kỷ Mùi có thể gặp một số vấn đề về sức khỏe. Tuy không quá đáng ngại, nhưng lâu dài vẫn tác động xấu tới cơ thể của bạn. Công việc bận rộn và căng thẳng có thể gây tổn hại cho cơ thể và tâm trí, vì vậy Kỷ Mùi cần nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý. Tử vi sự nghiệp. Xem tử vi tháng 10 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch,
Phương diện sự nghiệp của người tuổi Kỷ Mùi trong tháng mới được dự đoán có nhiều tiến triển tích cực nhờ tam hợp cục nâng đỡ. Ở thời điểm này bạn có thể mạnh dạn mưu sự triển khai các kế hoạch công việc, bởi xác suất thành công là khá cao, khó khăn cũng sẽ có người đứng ra đỡ đầu chỉ bảo kịp thời, do vận quý nhân cũng đang trên đà tăng cao. Bản mệnh là người đa tài, tháo giác, nên nhanh chóng tiếp thu được những kiến thức mới, hiểu được lòng người của lãnh đạo. Do đó công việc của bạn tiến triển đi lên một cách đều đặn, dường như bạn chẳng hề gặp phải bất cứ vướng mắc nào. Nhờ thái độ làm việc hiệu quả và tích cực, không khó để được lãnh đạo công nhận và đánh giá cao. Một số người có thể được cử đi công tác hoặc nhận các dự án quan trọng, thay mặt cấp trên đứng ra tổ chức các sự kiện lớn. Với khả năng giao tiếp tốt và sự tự tin của mình, những chú dê có thể nhanh chóng tạo dựng được mối quan hệ hợp tác triển vọng. Càng về cuối tháng, vận trình càng khởi sắc, một số người còn đem về cho doanh nghiệp nhiều bản hợp đồng lớn. Đây là những bước phát triển tốt trong sự nghiệp của con giáp này. Tuy nhiên, tháng này có hung tinh ngũ quỷ ẩn tàng, nhắc nhở tuổi Kỷ Mùi vẫn cần lưu tâm đến những mối nguy, rủi ro không lường trước. Hạn chế tối đa mâu thuẫn với người khác là cách bạn bảo vệ bản thân trong tháng này. Nếu không chỉ tự rước họa thì phi vào thân, tranh cãi vốn là điều không cần thiết, bạn cứ làm tốt công việc của mình là được. Nhìn chung, bạn nên duy trì việc hợp tác tốt với đồng nghiệp, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với lãnh đạo và khách hàng sẽ là chìa khóa để đạt được mục tiêu trong nghề nghiệp. Trong tháng 10 âm lịch này, đồng thời bạn cần chuẩn bị tâm lý về việc đảm nhận nhiều trách nhiệm và áp lực hơn. Hãy đáp lại những thử thách, khó khăn bằng thái độ tích cực. Việc học hỏi và nâng cao khả năng của mình cũng rất cần thiết. Đừng quên tận dụng những cơ hội được quý nhân phù trợ để ngày càng hoàn thiện chuyên môn của bản thân. Tử vi tài lộc. Tử vi tài lộc của tuổi Kỷ Mùi trong tháng 10 năm 2024 âm lịch cho biết, cùng với sự nghiệp thăng tiến, tài chính của tuổi Kỷ Mùi cũng hứa hẹn có bước nhảy vọt. Tháng này bản mệnh không lo thiếu tiền, tài lộc dồi dào, dù là chính tài hay thiên tài. Người làm công ăn lương, hứa hẹn có thể ký kết được nhiều hợp đồng, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Điều này mang về cho bạn không ít hoa hồng bỏ túi, tiền bạc rủng rỉnh, chi tiêu không phải nghĩ. Người làm đầu tư kinh doanh trong tháng này cũng tràn đầy tự tin vào bản lĩnh của mình, dựa vào nhân duyên tốt mà bán hàng chạy như tôm tươi, lợi nhuận tăng vọt. Bản mệnh cảm thấy vô cùng hy vọng vào tương lai và dám thử sức, dám dấn thân. Tài chính được cải thiện nhanh chóng, nhưng quan trọng không kém là vẫn cần phải quản lý cẩn thận. Việc đầu tư, cân bằng thu chi là điều đưa ra những quyết định sáng suốt. Đồng thời, bạn có thể nhận được lợi nhuận ổn định bằng cách lựa chọn cẩn thận các kênh đầu tư và phương pháp quản lý tài chính phù hợp. Tử vi tình duyên. Tử vi tháng 10 năm 2024 âm lịch về phương diện tình duyên cho biết, chuyện tình cảm của những chú dê đó nhiều tin tức tốt lành trong tháng này, may mắn về tình duyên sẽ đến. Nhờ những nỗ lực của con giáp này, đời sống tình cảm của tuổi Kỷ Mùi ngày càng thăng hoa, người độc thân hoàn toàn có thể thoát khỏi tình trạng hiện tại nhờ những cuộc gặp gỡ tình cờ và thú vị trong tháng. Nhân duyên tốt lành là cơ hội tuyệt vời để bạn gác lại quá khứ sau lưng, trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai. Hạnh phúc đang ở phía trước chờ đón bạn. Tử vi sức khỏe. Nhìn chung, sức khỏe của người tuổi Kỷ Mùi bình ổn trong tháng 10 âm lịch này. Có điều, dưới sự ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ, tuổi Kỷ Mùi có thể gặp một số vấn đề về sức khỏe. Tuy không quá đáng ngại, nhưng lâu dài vẫn tác động xấu tới cơ thể của bạn. Cách tốt nhất để đảm bảo sức khỏe là cần chú ý nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý, bằng cách cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, sau đó các triệu chứng mệt mỏi sẽ chấm dứt. Tử vi từng tuần của tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, trong tháng 10 âm lịch năm 2024. Tử vi tuần 1 tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Người tuổi Kỷ Mùi may mắn gặp được các tinh thiên đức, cho nên có thấy khả năng tập trung cao độ cho công việc trong tuần này. Bạn nên làm việc có đầu có đuôi, có thể nhìn rõ kết quả ngay sau đó. Hiệu suất tăng lên cũng sẽ mở ra cho bạn những cơ hội để phát triển thuận lợi hơn trong tương lai, nên nắm chắc cơ hội này. Đầu tuần sẽ là thời điểm dựng dẫn nhất, bạn nên tranh thủ bung tỏa năng lượng để sức sáng tạo hết mình cho công việc,
Như vậy bạn mới có thể thiết lập trong bước đi dài hơn. Từ nửa cuối tuần trở đi thì bạn lại lên tỉnh lại một chút, chú ý kiểm tra lại những chi tiết để hạn chế tối đa những sai sót có thể xảy đến. Về chuyện tình cảm, tử vi tuần mới cho thấy lứa đôi rất hòa thuận và yêu thương khăng khít. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao và tình cảm 5 sao. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, xám. Quý nhân phù trợ: Tý, Dậu, Hợi. Con số may mắn: nam 7, 05, 49 và 86, nữ 8, 63, 31 và 12. Tử vi tuần 2 tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Sao tử vi xuất hiện trong tuần mới của tuổi Kỷ Mùi cho thấy con giáp này sẽ giành được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Thời gian qua bạn đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, thậm chí còn vượt chỉ tiêu hoặc đạt được hiệu quả cao bất ngờ. Cơ hội này để con giáp này thăng tiến chức không còn xa nữa. Cơ hội luôn đi kèm với thách thức, điều này cũng đòi hỏi bản mệnh phải có sự tập trung cao độ, nỗ lực hết mình để tận dụng tốt và phát huy năng lực một cách tối đa để không tự đánh mất lợi thế của mình. Ngoài ra, Kỷ Mùi cũng cần đề phòng họa tiểu nhân rình rập, phá hoại những điều mà bạn phải vất vả lắm mới xây dựng được. Nếu có ý định cầu tài, kinh doanh buôn bán, bạn nên đợi tới cuối tuần để tiến hành, bởi đó là thời điểm nhiều các tinh tề tựu mang tới cho bản mệnh may mắn ở phương diện tài lộc. Để nắm bắt được thời cơ, bạn cần quan sát cẩn thận tiến trình công việc, đừng bỏ lỡ cơ hội để cải thiện cả nguồn thu tài chính lẫn nguồn thu phụ nhé. Tuần này, tuổi Kỷ Mùi có vẻ tập trung chủ yếu cho công việc, nên đôi chút sao nhãng trong tình yêu hay các mối quan hệ bạn bè. Bạn nên phân bổ thời gian hợp lý hơn, chăm sóc, kết nối trong công việc, cuộc sống của mình, đừng để đến khi nhìn lại, chẳng có ai bên cạnh. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ, Tuất. Con số may mắn: nam 4, 57, 78 và 26, nữ 2, 89, 04 và 43. Tử vi tuần 3 tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Tài lộc của người tuổi Kỷ Mùi không mấy khả quan, trong tuần bị tiểu hao tác động, bởi có thể bạn sẽ phải đối mặt với vận đen từ trên trời rơi xuống, có thể bạn còn phải dùng tiền để giải quyết nữa đấy, hãy cẩn trọng trong mọi vấn đề. Về sự nghiệp, tính chất công việc lặp đi lặp lại khiến bạn ngày càng cảm thấy nhàm chán với những gì mình đang làm và vô cùng muốn bứt phá, tìm một lối đi riêng. Nếu đã thử thách và cải thiện tinh thần làm việc nhưng không có hiệu quả, nếu bạn cảm thấy mình thực sự không phù hợp với công việc này, đừng ngại ngần, từ bỏ, tìm cho mình một lối đi riêng. Trong tuần, tuổi Kỷ Mùi cũng cần chú ý tới sức khỏe. Thời gian qua, có vẻ con giáp này đã phải đối mặt với rất nhiều chuyện gây hao tổn sức lực khiến cho tinh thần giảm sút trầm trọng. Thế nhưng dù là vì chuyện gì đi chăng nữa, cũng đừng nên kéo dài tình trạng này. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao và tình cảm 4 sao. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: đỏ, trắng. Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân, Hợi. Con số may mắn: nam 4, 29, 97 và 44, nữ 2, 63, 11 và 58. Tử vi tuần cuối tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Chịu ảnh hưởng cuộc dịch Mã động tinh, người tuổi Kỷ Mùi có sự năng động, xông xáo hơn trong công việc. Điều này mang tới cho bạn thêm những cơ hội để thể hiện mình, cũng như phát huy hết những thế mạnh tiềm ẩn trước đó chưa có dịp bộc lộ. Hãy cố gắng tận dụng tối đa những lợi thế mà bạn đang có. Không chỉ gặp nhiều thuận lợi trong công việc, bạn còn có thể gặp được các đối tác hay bạn bè, người có quyền có chức, có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực mà bạn theo đuổi. Họ chính là những quý nhân đem đến cho bạn nhiều may mắn trong cuộc sống và sống đạt được mục tiêu của mình. Tuổi Kỷ Mùi cũng nên chủ động hơn trong chuyện tình cảm lứa đôi thì mới có thể giành được hạnh phúc cho mình nếu đã có đối tượng ưng ý.
bạn nên tạo cơ hội để hai người được tương tác và hiểu thêm về nhau bằng cách tìm kiếm những chủ đề chung để cả hai cùng thấy thoải mái. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao và tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc các tường: tím, hồng, quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. Con số may mắn: nam 1, 54, 32 và 67, nữ 5, 86, 46 và 20. Dân, quý cô bác anh chị thân mến, rất nhiều quý vị khán thính giả đặt ra câu hỏi cho Minh Đường Tử Vi rằng tại sao sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm mà vận số mỗi người lại khác nhau, người thì giàu nước đố đổ dách, kẻ lại nghèo hèn hết phần thiên hạ. Vậy thì xin trả lời quý vị như sau. Tuy rằng sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, thậm chí là anh em sinh đôi, cùng cha, cùng mẹ, cùng sống chung một ngôi trường, một mái nhà, mà mỗi người lại có số phận khác nhau, bởi do sinh khác nhau, mỗi giờ sinh lại ứng với từng chòm sao chiếu mệnh khác nhau, nên vận số cũng khác nhau. Dưới đây, Minh Đường Tử Vi sẽ luận giải chi tiết vận số của từng giờ sinh theo thuyết tử vi ngũ hành như sau. Vận số của người tuổi Mùi qua giờ sinh. Sinh giờ Tý, tức từ 23 giờ đến 1 giờ. Theo ngũ hành, thổ khắc thủy, nên tuổi Mùi mệnh thổ, khắc chế Tý mệnh thủy. Sinh vào giờ này, người tuổi Mùi có vận số hao tốn tiền của, nhưng do có sao Nguyệt Đức, sao tốt chiếu mệnh, nên mọi việc xấu đều có thể giải quyết, giải hóa được. Giờ Sửu, từ 1 giờ đến 3 giờ. Mùi mệnh thổ ngang với Sửu mệnh thổ, cho nên những người sinh vào giờ này thường có suy nghĩ logic và lối sống khoa học, nề nếp. Trong cuộc sống, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, thuận lợi, nhưng đôi khi bị hao tốn tiền của, dễ bị mất mát tiền bạc và những thứ không đâu. Sinh giờ Dần, tức từ 3 giờ đến 5 giờ. Mộc khắc thổ, nên Dần mệnh mộc khắc Mùi mệnh thổ, do có sao Tử Vi chiếu mệnh, nên những người sinh vào giờ này gặp nhiều may mắn về tài lộc, tiền bạc, cũng như con đường về công danh, sự nghiệp thăng tiến. Tuy nhiên đôi lúc vướng phải các dụ kiện tụng, nhưng đều được giải quyết và xử lý ổn thỏa. Sinh giờ Mão, từ 5 giờ đến 7 giờ. Mão mệnh mộc, khắc chế Mùi mệnh thổ, sinh vào giờ này người tuổi Mùi được sao Thiên Tướng chiếu mệnh, chính vì thế mà họ là những người có quyền lực, địa vị, thế lực vững trải trong xã hội. Sinh giờ Thìn, tức từ 7 giờ đến 9 giờ. Thìn mệnh thổ ngang với Mùi mệnh thổ, do có sao tốt chiếu mệnh, nên hầu hết những người tuổi Mùi sinh giờ này đều có vận số tốt đẹp. Sinh giờ Tỵ, từ 9 giờ đến 11 giờ. Do quả sinh thổ, nên Tỵ mệnh quả sinh Mùi mệnh thổ, do có sao Dịch Mã chiếu mệnh, nên người sinh giờ này có số ly hương, phải rời xa gia đình. Sinh giờ Ngọ, tức từ 11 giờ đến 13 giờ. Người tuổi này biết cách nắm giữ và dung đắp hạnh phúc gia đình, vì vậy hôn nhân của họ luôn kéo dài. Sinh giờ Mùi, tức từ 13 giờ đến 15 giờ. Thông minh, nhanh nhẹn hơn người, họ là những người con có nghĩa khí. Sinh giờ Thân, tức từ 15 giờ đến 17 giờ. Do thổ sinh kim, nên Mùi mệnh thổ sinh thân mệnh kim, có vận trình suôn sẻ, thuận lợi, mưu sự ắt thành. Sinh giờ Dậu, từ 17 giờ đến 19 giờ. Gặp may mắn, nhưng cuộc sống không mấy ổn định, số phận phải lao đao, vất vả. Sinh giờ Tuất, từ 19 giờ đến 21 giờ. Do sao Cẩu Giảo chiếu mệnh, nên người sinh giờ này thường gặp rắc rối. Sinh giờ Hợi, từ 21 giờ đến 23 giờ. Do thổ khắc thủy, nên Mùi mệnh thổ khắc chế Hợi mệnh thủy, người sinh giờ này có số phận không được tốt. Quý cô bác anh chị tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 thân mến, để giúp cô bác anh chị nắm rõ hơn về những ngày cần chú ý trong tháng 10 âm lịch 2024 này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem những ngày nào là cát lợi, mang lại may mắn và ngày nào cần tránh để mọi việc được thuận buồm xuôi gió hơn nhé. Dưới đây là các ngày tốt trong tháng 10 âm lịch 2024 cho tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, để cô bác anh chị có thể tận dụng tiến hành những công việc quan trọng, mang lại may mắn và thành công. Ngày mùng 6, ngày 12, ngày 15 và ngày 20 tháng 10 âm lịch, chi tiết cụ thể như sau.
ngày mùng 6 tháng 10 âm lịch, tức ngày 6 tháng 11 năm 2024 dương lịch, giờ tốt là Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi. Ngày này tốt cho công việc khởi dựng sự nghiệp. Ngày mùng 6 là một trong những ngày cát lợi đầu tháng, rất thích hợp cho những cô bác anh chị còn đang làm việc hoặc có dự định quan trọng liên quan đến kinh doanh và đầu tư. Với những người tuổi Kỷ Mùi vẫn còn tham gia vào các dự án hay công việc, đây là thời điểm mà tinh thần sáng suốt, khả năng phân tích nhạy bén giúp cô bác anh chị đưa ra những quyết định sáng suốt. Nếu có kế hoạch ký kết hợp đồng hay hợp tác với đối tác mới, hãy lựa chọn ngày này để tiến hành, vì vận khí tốt sẽ mang lại nhiều thuận lợi và thành công. Đối với những cô bác anh chị đã nghỉ hưu, thì ngày mùng 6 cũng mang lại nguồn năng lượng tích cực, khuyến khích cô bác anh chị tham gia vào các hoạt động xã hội, cộng đồng hoặc công tác từ thiện. Đây không chỉ là cách giúp bản thân cảm thấy có ích, mà còn tạo dựng được những mối quan hệ mới, củng cố tinh thần lạc quan và vui vẻ. Tài lộc ngày này được dự báo sẽ có những tiến triển tích cực đối với những người đang đầu tư kinh doanh. Việc thu về lợi nhuận là rất khả quan, cô bác anh chị có thể cân nhắc mở rộng kinh doanh và đầu tư thêm hoặc thử sức trong các lĩnh vực mới. Tuy nhiên, dù ngày này là ngày cát lợi, nhưng cô bác anh chị vẫn nên cẩn trọng, tránh quá tham vọng mà đầu tư vào những lĩnh vực không nắm chắc. Đối với những cô bác anh chị đã nghỉ hưu, tài chính đến từ các khoản hỗ trợ của gia đình và con cháu cũng ổn định. Tuy không có biến động lớn, nhưng ngày này có thể nhận được những tin vui bất ngờ về tiền bạc từ các khoản tích lũy hoặc con cháu biếu tặng. Gia đạo trong ngày mùng 6 âm lịch. Ngày mùng 6 là thời điểm tốt để cô bác anh chị dành thời gian bên gia đình, hâm nóng tình cảm với con cháu. Những buổi sum họp gia đình vào ngày này sẽ diễn ra trong không khí đầm ấm và hạnh phúc. Cô bác anh chị nên tổ chức các hoạt động gia đình như bữa cơm chung hay chia sẻ những câu chuyện cũ để kết nối tình cảm thêm bền chặt. Nếu có những khúc mắc trước đó trong gia đình, đây cũng là thời điểm lý tưởng để hóa giải, giúp không khí trở nên hòa thuận, êm ấm hơn. Sức khỏe. Sức khỏe trong ngày này được đánh giá khá tốt. Tuy nhiên, cô bác anh chị vẫn cần chú ý chăm sóc bản thân, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến xương khớp do thời tiết chuyển mùa. Một chút vận động nhẹ nhàng như đi bộ, dưỡng sinh sẽ rất tốt cho sức khỏe. Đừng quên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tránh căng thẳng. Tiếp theo là ngày 12 tháng 10 âm lịch, tức ngày 12 tháng 11 năm 2024 dương lịch, giờ tốt là Tý, Dần, Thìn, Dậu, Hợi. Ngày 12 rất vượng tài lộc, may mắn trong gia đình và sự nghiệp. Với những ai vẫn còn tham gia công việc, ngày 12 âm lịch là một ngày lý tưởng để thúc đẩy các dự án dang dở. Công việc diễn ra suôn sẻ, các trở ngại trước đây sẽ dần được tháo gỡ nhờ sự giúp đỡ từ đồng nghiệp hoặc những người có uy tín trong lĩnh vực làm việc của cô bác anh chị. Đây cũng là thời điểm thích hợp để khởi động các ý tưởng mới hoặc thử nghiệm các hướng đi mới mà trước đó còn do dự. Tài lộc. Trong ngày 12 âm lịch được coi là ngày may mắn về tài lộc, những cô bác anh chị đang kinh doanh có thể thấy tài chính tăng trưởng, các khoản đầu tư mang lại lợi nhuận khả quan. Đặc biệt, nếu cô bác anh chị có kế hoạch mua sắm hoặc chi tiêu cho những món đồ lớn, đây là thời điểm tốt để thực hiện mà không lo gặp rủi ro tài chính. Đối với những người đang nghỉ hưu, cô bác anh chị có thể nhận được sự giúp đỡ về tài chính từ con cháu hoặc có những khoản thu bất ngờ từ các nguồn tài chính cũ. Đây cũng là thời điểm cô bác anh chị nên suy nghĩ đến việc tích lũy tài chính cho các kế hoạch lâu dài hoặc đóng góp vào các quỹ từ thiện. Về gia đạo. Ngày 12 âm lịch là một ngày mang lại sự vui vẻ và hạnh phúc trong gia đình. Đây là thời điểm thích hợp để gia đình sum họp. Cô bác anh chị có thể tổ chức những buổi gặp mặt nhỏ, cùng con cháu chia sẻ những kỷ niệm và câu chuyện gia đình. Ngày này cũng là dịp tốt để hàn gắn những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, giúp tình cảm gia đình thêm bền chặt. Về sức khỏe. Ngày 12 âm lịch, sức khỏe của cô bác anh chị khá ổn định. Tuy nhiên, nên chú ý đến việc giữ ấm cơ thể vào những ngày lạnh, đặc biệt là về đêm. Cô bác anh chị cũng cần duy trì lối sống lành mạnh, tập trung vào chế độ dinh dưỡng, tránh các thực phẩm có hại cho sức khỏe. Thể dục thể thao vừa phải sẽ giúp cô bác anh chị cảm thấy thoải mái và thư thái hơn. Ngày 15 tháng 10 âm lịch, tức ngày 15 tháng 11 năm 2024 dương lịch, giờ tốt là Tý, Sửu, Thìn, Kỷ, Mùi, Tuất. Ngày này tốt cho công việc và gia đình. Về sự nghiệp. Ngày 15 âm lịch là một ngày thuận lợi cho những ai đang làm việc hoặc có dự định khởi sự công việc mới. Đây là thời điểm mà cô bác anh chị có thể bắt đầu những dự án quan trọng hoặc đưa ra những quyết định lớn liên quan đến sự nghiệp. Nếu có vấn đề nào cần giải quyết,
Hãy sử dụng ngày này để hành động, vì mọi thứ sẽ diễn ra thuận lợi hơn so với những ngày khác. Về tài lộc, tài lộc trong ngày 15 âm lịch khá ổn định, đặc biệt đối với những người đang kinh doanh hoặc đầu tư. Đây là thời điểm tốt để kiểm soát các nguồn tài chính, đánh giá lại các khoản đầu tư hiện tại và có thể quyết định mở rộng thêm nếu cần thiết. Tuy nhiên, vẫn cần thận trọng trong việc chi tiêu và đầu tư lớn. Về gia đạo, ngày 15 âm lịch là ngày mà tình cảm gia đình được đề cao. Cô bác anh chị có thể tận dụng ngày này để tạo thêm sự kết nối với con cháu hoặc tổ chức những hoạt động chung để gia đình thêm phần gần gũi. Nếu có những mâu thuẫn nhỏ trước đây trong gia đình, hãy dùng ngày này để hòa giải, giúp mọi việc êm ấm và gia đình hạnh phúc hơn. Về sức khỏe, sức khỏe trong ngày này cần được chú ý, đặc biệt đối với những ai có tiền sử bệnh về xương khớp hoặc huyết áp. Thời tiết thay đổi có thể gây ra những ảnh hưởng nhất định. Vì vậy, cô bác anh chị cần lưu ý chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý và duy trì việc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ngày 20 tháng 10 âm lịch, ngày này dưỡng tài lộc và gia đạo. Về sự nghiệp, đối với những người vẫn còn tham gia công việc, ngày 20 âm lịch sẽ là thời điểm lý tưởng để giải quyết các công việc quan trọng hoặc tiến hành các dự án lớn. Cô bác anh chị sẽ có cơ hội được hỗ trợ bởi những người có uy tín và những nỗ lực trước đó sẽ được đền đáp xứng đáng. Hãy tận dụng thời gian này để tiến hành các công việc cần sự tập trung và đầu tư lớn. Về tài lộc, ngày 20 âm lịch là ngày dưỡng tài lộc, sẽ rất phù hợp cho việc kinh doanh đầu tư. Những cô bác anh chị đang có kế hoạch đầu tư lớn hoặc mở rộng kinh doanh sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày này. Cơ hội sinh lời là rất cao, các khoản đầu tư mang lại kết quả tốt. Tuy nhiên, vẫn cần thận trọng trong việc đưa ra các quyết định mạo hiểm. Về gia đạo, ngày 20 là ngày mà tình cảm gia đình được đề cao. Những buổi sum họp, trò chuyện giữa các thành viên trong gia đình sẽ mang lại không khí vui vẻ và hạnh phúc. Nếu có thể, cô bác anh chị nên dành thời gian để tổ chức các hoạt động gia đình như ăn uống, du lịch ngắn ngày để tạo thêm sự gắn kết với con cháu. Về sức khỏe, trong ngày này, sức khỏe của cô bác anh chị tương đối tốt, nhưng cần lưu ý đến chế độ ăn uống, đặc biệt là giảm thiểu các thực phẩm có hại cho hệ tiêu hóa. Vận động nhẹ nhàng và nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp cô bác anh chị cảm thấy khỏe mạnh và tươi tắn hơn. Dưới đây là ngày xấu trong tháng 10 âm lịch 2024 mà tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 cần thận trọng. Đó là ngày mùng 3 tháng 10 âm lịch. Ngày mùng 3 tháng 10 âm lịch, ngày xấu, cần cẩn trọng về tài lộc và sức khỏe về sự nghiệp. Vào ngày mùng 3 âm lịch, những cô bác anh chị tuổi Kỷ Mùi còn đang làm việc hoặc tham gia các hoạt động kinh doanh cần đặc biệt thận trọng. Đây không phải là thời điểm thuận lợi để đưa ra các quyết định quan trọng. Mọi việc có thể gặp trắc trở, khó khăn không lường trước, dẫn đến kết quả không như mong muốn. Nếu cô bác anh chị đang quản lý các dự án, thì nên tránh khởi sự hoặc đưa ra các kế hoạch mới trong ngày này. Đặc biệt là những cuộc gặp gỡ với đối tác, thương thảo hợp đồng cũng cần hoãn lại nếu có thể, vì vận khí của ngày này không ủng hộ cho sự thành công. Đối với những cô bác anh chị đang nghỉ hưu, thì ngày mùng 3 âm lịch có thể mang lại cảm giác mệt mỏi, khó chịu. Những kế hoạch cá nhân như đi du lịch, tham gia hoạt động xã hội cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những sự cố nhỏ hoặc bất tiện không mong muốn. Về tài lộc, tài lộc trong ngày mùng 3 âm lịch không được thuận lợi. Cô bác anh chị cần cẩn trọng trong việc chi tiêu và quản lý tài chính. Những ai đang đầu tư kinh doanh nên tránh đưa ra quyết định mở rộng hay đầu tư lớn, bởi trong ngày này dễ gặp phải thất thoát tài chính hoặc các vấn đề phát sinh ngoài dự tính. Nếu cô bác anh chị đang có kế hoạch mua sắm hay đầu tư lớn thì nên hoãn lại sang những ngày tốt hơn để tránh gặp rủi ro không đáng có. Với những người đang nghỉ hưu thì ngày này có thể gặp phải những khoản chi tiêu không mong muốn hoặc bị ảnh hưởng bởi các khoản phí phát sinh từ con cháu. Cô bác anh chị nên chú ý giữ vững lập trường, tránh bị chi phối bởi những yếu tố ngoại cảnh khiến tình hình tài chính gặp khó khăn. Về gia đạo, trong ngày mùng 3 âm lịch có thể không mang lại bầu không khí vui vẻ như mong đợi. Các thành viên trong gia đình có thể dễ xảy ra những xung đột và hiểu lầm không đáng có. Đặc biệt, mối quan hệ giữa cô bác anh chị với con cháu có thể gặp một số vấn đề nhỏ do sự khác biệt về quan điểm sống, thế hệ. Đây không phải là ngày tốt để bàn luận về những chuyện quan trọng trong gia đình. Những quyết định có thể bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và tạo ra mâu thuẫn. Cô bác anh chị nên giữ bình tĩnh, lắng nghe và giải quyết mọi chuyện một cách nhẹ nhàng để tránh gia tăng căng thẳng. Về sức khỏe,
Ngày mùng 3 âm lịch sức khỏe của cô bác anh chị cần được chú ý, đặc biệt đây là thời điểm dễ gặp các vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa hoặc các bệnh về xương khớp do thời tiết thay đổi. Cô bác anh chị cần chú ý chế độ ăn uống, tránh ăn những thức ăn lạ hoặc khó tiêu. Việc nghỉ ngơi đầy đủ và giữ gìn thân thể ấm áp cũng rất quan trọng để tránh những cơn đau khớp hoặc cảm lạnh. Ngày mùng 5 tháng 10 âm lịch, tức ngày mùng 5 tháng 11 năm 2024 dương lịch, ngày Quý Dậu, hắc đạo trực bế, không nên làm những việc quan trọng. Ngày mùng âm lịch là ngày đại kỵ, rất dễ gặp khó khăn trong mọi việc. Về sự nghiệp, ngày mùng 5 âm lịch là ngày có vận khí rất xấu, do đó những cô bác anh chị tuổi Kỷ Mùi còn đang làm việc cần tránh tiến hành các công việc lớn, đặc biệt là những công việc liên quan đến tài chính, hợp đồng, dễ có khả năng gặp phải những sai sót hoặc những tình huống không mong đợi, gây ra hậu quả nghiêm trọng nếu bắt buộc phải làm việc. Cô bác anh chị nên hết sức cẩn trọng, rà soát kỹ lưỡng từng chi tiết để tránh sai lầm. Đây cũng không phải là thời điểm phù hợp để khởi động các dự án mới hoặc hợp tác với đối tác mới. Về tài lộc, ngày mùng 5 âm lịch là ngày xấu về tài lộc. Cô bác anh chị cần tránh chi tiêu lớn hoặc thực hiện các giao dịch tài chính quan trọng. Nếu có kế hoạch đầu tư hay mở rộng kinh doanh, hãy tạm hoãn hoặc cân nhắc kỹ lưỡng, bởi ngày này dễ gặp phải thất thoát tài chính hoặc các sự cố liên quan đến tiền bạc. Đặc biệt, cần tránh vay mượn hoặc cho vay tiền trong ngày này để tránh gặp phải những rắc rối không đáng có. Đối với những cô bác anh chị đang nghỉ hưu, tài chính có thể không ổn định, các khoản thu nhập từ con cháu hoặc trợ cấp có thể gặp chút trục trặc, gây ra tình trạng tạm thời thiếu hụt tài chính. Đây là lúc cô bác anh chị cần quản lý tài chính một cách cẩn trọng hơn để tránh các rủi ro không mong muốn. Về gia đạo, ngày mùng 5 âm lịch có thể mang lại không khí căng thẳng trong gia đình. Cô bác anh chị có thể gặp phải những xung đột nhỏ với con cháu, do sự khác biệt trong quan điểm sống hoặc những bất đồng về việc chăm sóc, nuôi dạy thế hệ sau. Nếu không khéo léo xử lý, những mâu thuẫn này có thể leo thang và gây ra những tổn thương tâm lý cho các thành viên trong gia đình. Do đó, cô bác anh chị cần giữ bình tĩnh, lắng nghe và thấu hiểu, tránh nóng giận hoặc áp đặt quan điểm cá nhân lên con cháu. Về sức khỏe, ngày này, sức khỏe của cô bác anh chị tuổi Kỷ Mùi cũng dễ bị ảnh hưởng, đặc biệt là những người có tiền sử bệnh về tim mạch hoặc huyết áp cao, cần tránh làm việc căng thẳng hoặc quá sức. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và chăm sóc bản thân. Đừng quên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện và phòng ngừa kịp thời những vấn đề tiềm ẩn. Ngày 11 tháng 10 âm lịch, tức ngày 11 tháng 10 năm 2024 dương lịch, ngày Kỷ Mão, hắc đạo trực định, không may mắn để làm những việc quan trọng. Ngày 11 âm lịch là ngày xấu, hãy cẩn thận trong mọi quyết định. Về sự nghiệp, đối với những cô bác anh chị tuổi Kỷ Mùi vẫn đang làm việc, thì ngày 11 âm lịch là ngày mà mọi quyết định cần phải thận trọng. Công việc có thể gặp phải những trở ngại không lường trước được hoặc bị tác động bởi các yếu tố ngoại cảnh, gây ra sự chậm trễ, sai sót. Cô bác anh chị nên tránh ký kết hợp đồng hay đưa ra quyết định quan trọng trong ngày này, vì có thể gặp phải các rủi ro về pháp lý hoặc tài chính. Đây là thời điểm tốt để xem xét lại kế hoạch và điều chỉnh cho phù hợp hơn, thay vì tiến hành các bước đột phá. Về tài lộc, tài lộc trong ngày này không thuận lợi. Những cô bác anh chị đang kinh doanh nên thận trọng với các quyết định đầu tư, mở rộng kinh doanh, vì ngày 11 âm lịch có thể mang lại những rủi ro về tiền bạc, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà cô bác anh chị chưa có kinh nghiệm hoặc thiếu sự chuẩn bị kỹ càng. Nếu có thể, nên tạm dừng các hoạt động đầu tư lớn và dành thời gian để tìm hiểu thêm trước khi ra quyết định. Về gia đạo, ngày 11 âm lịch cũng là ngày dễ xảy ra những xung đột nhỏ giữa các thành viên. Những mối quan hệ giữa cô bác anh chị và con cháu có thể gặp chút trắc trở do sự khác biệt trong cách nhìn nhận cuộc sống. Đây là thời điểm mà sự nhẫn nhịn và thấu hiểu sẽ giúp duy trì hòa khí trong gia đình. Nếu có thể, cô bác anh chị nên tránh thảo luận các vấn đề quan trọng, thay vào đó, hãy dành thời gian để thư giãn và chăm sóc bản thân. Về sức khỏe, sức khỏe của cô bác anh chị trong ngày 11 âm lịch có thể không ổn định, đặc biệt là đối với những ai có tiền sử bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa hoặc huyết áp. Việc duy trì chế độ ăn uống hợp lý, tránh các món ăn nhiều dầu mỡ và đồ ăn cay nóng sẽ giúp bảo vệ sức khỏe của cô bác anh chị trong giai đoạn này. Đồng thời, cô bác anh chị cần chú ý đến giấc ngủ, tránh thức khuya và giữ cho tinh thần thoải mái. Ngày 23 tháng 10 âm lịch là ngày xấu, tức ngày 23 tháng 11 năm 2024 dương lịch, ngày Tân Mão, hắc đạo trực định,
không thuận lợi để thực hiện những dự định quan trọng, dễ gặp khó khăn về sự nghiệp và sức khỏe. Về sự nghiệp, ngày 23 âm lịch là một ngày mà cô bác anh chị tuổi Kỷ Mùi cần cẩn trọng trong mọi quyết định liên quan đến công việc. Những cô bác anh chị vẫn đang tham gia công việc có thể gặp phải khó khăn và trở ngại không mong muốn, làm ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả công việc. Đây không phải là thời điểm tốt để tiến hành những cuộc họp quan trọng hoặc ký kết hợp đồng. Cô bác anh chị nên hạn chế các quyết định mang tính chất bước ngoặt và tìm cách hoàn thiện những nhiệm vụ còn tồn đọng. Nếu cảm thấy bối rối hoặc thiếu tự tin trong công việc, hãy tham khảo ý kiến từ đồng nghiệp hoặc cấp trên để có thêm góc nhìn và hướng giải quyết. Đối với những cô bác anh chị đã nghỉ hưu, ngày này có thể mang lại cảm giác bức bối hoặc thiếu hài lòng với những hoạt động hiện tại. Có thể sẽ xuất hiện những sự cố trong việc quản lý tài chính cá nhân hoặc dự án mà cô bác anh chị đang tham gia. Lời khuyên dành cho các cô bác anh chị là nên giữ tinh thần lạc quan và tìm cách giải quyết các vấn đề một cách khéo léo, tránh để áp lực công việc làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Về tài lộc, ngày 23 âm lịch tài lộc không được thuận lợi, cô bác anh chị cần chú ý hơn trong việc quản lý tài chính, tránh những giao dịch lớn hoặc đầu tư không chắc chắn. Ngày này không thích hợp cho các quyết định tài chính quan trọng, bởi rất dễ xảy ra rủi ro hoặc những mất mát không đáng có. Nếu có những khoản thu nhập từ đầu tư hoặc công việc, cô bác anh chị nên kiểm tra kỹ lưỡng và đừng để cảm xúc dẫn dắt quyết định tài chính. Đối với những cô bác anh chị đã nghỉ hưu, tài chính có thể gặp khó khăn, các khoản trợ cấp hoặc nguồn thu nhập từ con cháu có thể không ổn định. Lời khuyên là cô bác anh chị lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh xa những cám dỗ mua sắm không cần thiết trong giai đoạn này. Hãy nhớ rằng, sự kiên nhẫn và kiểm soát tài chính là chìa khóa để vượt qua những khó khăn này. Về gia đạo, ngày 23 âm lịch cũng có thể gây ra những căng thẳng trong gia đình. Những cuộc tranh cãi nhỏ có thể xảy ra giữa các thành viên, đặc biệt là giữa cô bác anh chị với con cháu. Những bất đồng quan điểm trong việc nuôi dạy và chăm sóc có thể khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng. Do đó, cô bác anh chị cần tránh đưa ra những lời chỉ trích hoặc áp đặt quan điểm của mình. Thay vào đó, hãy khuyến khích việc lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau để tìm ra giải pháp tốt nhất. Nếu có thể, hãy dành thời gian thư giãn cùng gia đình, tham gia các hoạt động chung để cải thiện bầu không khí trong gia đình. Những buổi trò chuyện cởi mở, chân thành có thể giúp xoa dịu những căng thẳng, tạo nên sự gần gũi và gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình. Về sức khỏe, sức khỏe của cô bác anh chị tuổi Kỷ Mùi cần được chú ý trong ngày này. Đây có thể là ngày dễ gặp phải những vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm lý như căng thẳng, lo âu. Những người có tiền sử bệnh tim mạch hoặc huyết áp cũng nên cẩn trọng vì dễ xảy ra tình trạng căng thẳng, làm tăng huyết áp. Hãy nhớ rằng, việc giữ tinh thần thoải mái, lạc quan là rất quan trọng. Nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy dành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn. Ngoài ra, cô bác anh chị nên chú ý đến chế độ ăn uống hàng ngày, tránh xa những thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Việc duy trì lối sống lành mạnh không chỉ giúp nâng cao sức đề kháng mà còn cải thiện tâm trạng, giúp tinh thần thoải mái hơn. Quý cô bác anh chị tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 thân mến, bên cạnh việc biết trước được những ngày tốt xấu trong tháng 10 âm lịch 2024, cô bác anh chị cũng nên quan sát kỹ xung quanh mình xem có xảy ra những hiện tượng sau đây hay không, vì nó chính là những dấu hiệu cảnh báo xấu cho tài vận và gia đạo của quý cô bác anh chị trong tháng 10 âm lịch. Cô bác anh chị hãy cùng theo dõi ngay những dấu hiệu tâm linh cảnh báo xấu cho con giáp tuổi Kỷ Mùi sinh 1979. Các cô bác anh chị đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, do đó, cần phải tinh tế và nhạy cảm với những dấu hiệu tâm linh xung quanh. Những dấu hiệu này không chỉ ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp, tài vận, gia đạo và sức khỏe, mà còn có thể là những thông điệp từ vũ trụ, nhắc nhở các cô bác anh chị cần phải chú ý và điều chỉnh cuộc sống. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, cô bác anh chị có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn trong tháng 10 âm lịch 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở các video tiếp theo.